Xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Hóa Audio nhá. Tiếp tục các video thì ngày hôm nay em tiếp tục lại dọn kho ra có một chiếc mixer. Đúng không ạ? Một chiếc mixer của Behringer và hai chiếc cốt server 2 in 4 ao và có một chiếc đẩy. Đấy. Một chiếc đẩy sẽ thanh lý cho các bác cực kỳ rẻ luôn nhá. Thì rất mong tất cả các bác xem video ủng hộ cho em xin một like nhá. Các bác nhớ đừng quên nhá. Ấn cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh. Bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nút đỏ giúp em. Và ấn vào nút chuông và chọn thông báo để các bác không bỏ lỡ những video thanh lý bên em nhá. Ok chưa? Thì video ngày hôm nay đầu tuần thì em sẽ có thanh lý cho tất cả các bác là một chiếc mixer. Đó, một chiếc mixer. Rất nhiều bác vừa rồi đã em đã dọn kho thanh lý có một đôi loa hay là một chiếc loa mà các bác vào muộn nữa không còn, thì đây là cơ hội các bác thực sự nhanh tay nhá, các bác phải thật sự nhanh tay nhá. Ok chưa? Đây là một chiếc mixer Behringer này. Đấy, con này thì tình trạng của nó em nói luôn tất cả các bác là bây giờ hiện tại đang bị chết bo nguồn. Bị chết bo nguồn các bác nhá, bị chết bo nguồn. Còn tất cả nội thất cả bên ngoài mình zin hết. Ok chưa? Tất cả nguyên zin hết và nó bị chết bo nguồn. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác là một chiếc mixer này. Chiếc mixer này thì có một effect thôi anh em nhá, một effect thôi. À con này là không có effect anh em nhá. Con này là không có effect. Effect thì anh em phải gửi effect send. Đó. Thì con này chiếc mixer này bác nào mà muốn mua về thay bo nguồn thì em sẽ thanh lý rẻ cho các bác nhá. Thanh lý rẻ các bác một chiếc mixer Behringer này. Được chưa nào? Một chiếc mixer này trị giá 600.000. 600.000 anh em nhá. 600.000. Quan điểm em rõ ràng luôn là chết bo nguồn. Đấy, còn về tất cả em sẽ bao zin tất cả. Các bác nào về mua thợ mà các bác thợ là mua về đúng không ạ? Đi thay bo nguồn về là sẽ hoạt động bình thường luôn. 600.000 một chiếc mixer Behringer này. Được chưa nào? Và cái này thì nó sử dụng là nguồn nồi cơm điện nhá. Đấy. Và có nguồn chính và nguồn phantom này. Đấy, được chưa nào? Đấy, còn rất là đẹp. Nó cũng vẫn còn mùi bặm thôi, em chưa vệ sinh lắm đâu, nhưng mà bởi vì nó cắm thì nó chết bo nguồn rồi, thì các bác về các bác thay nguồn các bác sử dụng thì là sử dụng xô kẹo kéo với cả sử dụng gia đình rất ok luôn. 600.000 chiếc mixer này, các bác nào chốt nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em nhá, qua số điện thoại nhá, các bác ghi là chốt mixer Behringer nhá. Ok chưa? Chỉ có một chiếc duy nhất thôi, nếu bác nào thực sự phải nhanh tay nhá, em sẽ qua mặt hàng thứ hai nhá. Tí em sẽ thanh lý bác của đẩy chỉ vài trăm nghìn thôi. Đây, hiện tại thì trong kho em còn có hai chiếc cốt server của DSC24X, dòng này của DMX, chính hãng của DMX luôn. Cốt server này thì nó sử dụng là chip DSP thì nó là quá là ok rồi các bác nhá, chip DSP nó quá ok rồi. Con này sử dụng là nguồn AutoVol nguồn xung, con này là 2 in 4 ao anh em nhá, 2 in 4 ao. Và em giải thích tất cả các bác luôn, con cốt DMX này, cốt DMX này là hoạt động bình thường anh em nhá, hoạt động bình thường, màn hình thì nó sẽ hơi bị mờ. Còn tất cả là vẫn cài đặt, em vẫn cài đặt sẵn cho các bác được, vẫn hoạt động bình thường anh em nhé. Màn hình là nó hơi mờ một chút. Cốt server này nó làm nhiệm vụ là gì ạ? Chia way, làm hệ thống đồng pha giữa loa full và sub ở trong hệ thống âm thanh kẹo kéo sự kiện hoặc là gia đình đều được hết anh em nhé. Chip của nó là chip DSP này. Hai chiếc cốt server DMX 2 in và 4 out. Không phải là vang đâu các bác nhá. Cốt server nhá là hệ thống chia way này. Giữa loa full và loa sub và loa center. Thì con này nó 2 in 4 out, hoạt động bình thường. Các bác nghe rõ này, đừng tua video, xem video là không được tua video các bác nhá. Để em giới thiệu kỹ cho các bác mua chốt, các bác không phải vội vàng gì cả. Ok chưa? Con này là hoạt động bình thường, màn hình thì nó hơi bị mờ. Đấy, quan điểm nó rất rõ ràng luôn. Còn hoạt động bình thường vẫn chạy bình thường, em sẽ cài đặt setup cho. Ok chưa? Con này thì bình thường bên ngoài thị trường anh em hàng bãi thì anh em vẫn đang bán với giá là 2.8-3 triệu đấy, không rẻ đâu anh em nhé. Được chưa nào? Em sẽ thanh lý cho anh em là giá 1.300.000 con này. 1.300.000 một con cốt server này. 1.300.000 một cốt server DMX. Hoạt động bình thường nhá, hoạt động bình thường. Đấy, giải thích các bác rất rõ ràng luôn, con nào chết là chết mà hoạt động bình thường là hoạt động bình thường. Trước khi em đã phải thử sau đó mới làm video. Hoạt động bình thường, giá 1.300.000 một con cốt server này. Anh em mà đang làm sự kiện kẹo kéo đám cưới đúng không ạ? Mà kể cả gia đình, anh em thích chơi con này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em là chốt cốt server DMX nhá. 1.300.000 em bao ship và cài đặt setup luôn. Còn quan điểm em rõ ràng luôn, màn hình nó sẽ bị mờ anh em nhá, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến chất âm và cái hoạt động bình thường cả. Ok chưa nào? Quan điểm em nói rất rõ ràng luôn trên video luôn. Các bác xem video đừng quên ủng hộ cho em xin một like nhá. Các bác ủng hộ xin một like thì các bác chả mất cái gì cả. Các bác ủng hộ like thì sau kênh của em nó sẽ lên video thì các bác nhận được thông báo sớm nhất thôi. Ok chưa? Nó sẽ có tương tác. Đấy. RS485 này, 4 tao này và 2 in này. Thì các bác có thể là kết nối từ vang từ thiết bị đẩy, nó full này, nó sub, nó center. Đấy, và còn hai đường tín hiệu
input vào các bác cắm trực tiếp xuống vang hoặc mixer, ok chưa? Chip DB nhá. Rồi ok. Sang một thiết bị thứ ba là thiết bị con đây, con này thì nó cũng là nó hơi xấu một tí các bác nhá. Đây. Em có một con đẩy BS9A. Đấy, BS9A. Được chưa nào? BS9A con này công suất là 700W trên một kênh, 700W một kênh. Con này tình trạng mất lốm. Ok chưa? Và vứt ở kho lâu ngày thì nó có bị han gì? Đấy, quan điểm rõ ràng luôn. Em sẽ bán giá như giá sát vụn, các bác thợ là mua về mà làm mà kiểm tra các bác có thể là sửa để sử dụng nhá. Em quan điểm em nói như nào nó rõ ràng luôn. Mặt mũi thì han gì vứt trong kho lâu ngày ấy các bác nhá. Con này sử dụng là 1 2 3 4 5 đấy, 20 sò. 20 sò trường là JVG được chưa? Nguồn 18 19 2 4 6 8 thuộc nguồn. Tất cả còn nguyên zin, được chưa nào? Tất cả nguyên zin. Đấy còn tình trạng thì nó cũng bị xấu xuống sắc như này. Đấy được chưa nào? Quan điểm lên video này em phải nói rõ ràng luôn, em cũng chả vệ sinh đâu. Còn bây giờ cắm điện sẽ báo Bluetooth. Cắm điện anh em nhá, cắm điện sẽ báo bằng đèn Bluetooth. Đấy bởi vì là vứt kho lâu ngày nó ẩm nên nó sẽ báo Bluetooth, thì em sẽ thanh lý chỉ vài trăm ngàn thôi. Nên rất mong anh em là xem video, anh em xem kỹ nhá. Anh em xem kỹ rồi trước khi hãng đặt mua nhá. Được chưa nào? Không các bác lại bảo thế nọ thế kia. Được chưa nào? Em thanh lý chỉ vài trăm ngàn thôi. Có đây là sau của nó nhá. Đây các bác nhá, đằng sau nhá, đằng sau có cả một rắc chập kênh Braille này. Đấy bác nào về sửa có thể đánh súp để đánh full thoải mái luôn anh em nhá. Ok chưa? Con này thì đằng sau kết nối input in và out calon. Ok chưa? Đấy còn ruột gan như tình trạng như này. Tình trạng mất nút và có han gì không được đẹp, xấu. Được chưa nào? Quan điểm là nói rõ ràng luôn. Bật nguồn sẽ báo đèn Bluetooth. Sẽ báo đèn Bluetooth đang bị lỗi. Thanh lý cho anh em là con đẩy này với mức giá là gì ạ? 700.000. Anh em nói chốt con đẩy này nhá. Chốt con đẩy này 700.000, nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em là chốt đẩy 700.000. Chốt đẩy 700.000, nhắn tin qua số điện thoại giúp em 0352 9109 nhá. Chốt đẩy 700.000, có một con duy nhất thôi, bác nào nhanh tay thì còn nhá. Đấy còn trên video em đã nói giới thiệu rất rõ ràng, con này là vỉ đỏ nhá. Đấy. À, cũng vứt kho lâu rồi thì lọc ra thì có thanh lý rẻ cho các bác về chơi, các bác về sửa thay chơi, nhất là các bác thợ. Ok chưa nào? 700.000 con đẩy này, các bác nhìn là chốt đẩy 700.000. Nhắn tin gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại nhá. Thì video ngày hôm nay có vài sản phẩm thanh lý cho các bác, thì rất mong tất cả các bác xem video. Nhớ các bác đừng quên ủng hộ cho Sim1Like nhá. Và một lượt đăng ký kênh. Xin chào tất cả anh em nhá.